Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Chúng tôi vừa nhận được breaking news. Luật sư Rudy Giuliani vừa bị tiểu bang New York tước bằng hành nghề luật sư. Thưa quý vị, đây là kết quả của một quá trình ủng hộ cho ông Trump, nhưng mà đi quá cái giới hạn của luật sư và kiến thức của mình. Thực ra bác sĩ, dược sĩ, nói chung những ai mà họ đã có thể nói bỏ cả một cái thời gian học, có được bằng hành nghề mà bây giờ bị tước đi, không khác gì là một cái án tử hình về ngành nghề cả. Bây giờ làm cái gì? Thì thưa quý vị, mặc dù ông cũng cao tuổi rồi, nhưng mà đây là một cái kết quả mà chúng ta cũng đặt câu hỏi. Nếu như một cái người không có kiến thức, một người nghĩa là bậy bạ, ủng hộ cho một ứng viên tổng thống hoặc là một ông tổng thống, họ nêu ra những cái chuyện bậy bạ, ô, đây là vụ lừa đảo, đây là đánh lận con tiện, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Cái chuyện mà quan điểm mà, tự do. Nhưng mà dùng cái quan điểm đó với lại là một tư cách là một luật sư, không những là một luật sư, ông còn là công tố viên hành nghề hàng chục năm ở New York, khởi nghiệp, được bố mẹ cho đi học và tốt nghiệp rất là tốt từ ngành luật, ra làm công tố viên cho tiểu bang, rồi tranh đấu để trở thành thị trưởng của cả một thành phố lớn nhất của nước Mỹ, thành phố New York. Sau đó là có công đối với cả thành phố này trong cái vụ tấn công khủng bố 911. Tên tuổi của ông lừng danh cả nước Mỹ và cả thế giới luôn nữa. Ấy vậy mà trong một cái hành động đó, cho nên không ai hiểu được. Là công tố viên, là luật sư mà không hiểu về hiến pháp của nước Mỹ, mà không hiểu về luật của nước Mỹ, lại cho rằng đây là cuộc bầu cử gian lận. Không những thế, ông còn đi tìm và khuyến khích những người khác cung cấp cho ông những bằng chứng, và biết được những cái bằng chứng đó sai phạm, không đúng, mà vẫn tin tưởng để công bố, thậm chí can dự vào những cái vụ mà tìm cách cho đây là vụ lừa đảo về phiếu bầu, nhưng mà chính mình lại đi tham gia vào cái vụ lừa đảo, tham gia vào những cái tiến trình để tìm cách lật ngược kết quả bầu cử, mà không phải bằng một cái con đường đàng hoàng, danh chánh ngôn thuận. Danh chánh ngôn thuận là con đường như thế nào? Thưa quý vị, kiện lên tòa và phải chứng minh những cái bằng chứng cho tòa biết đây là lá phiếu này đã bị sai phạm trong những ngày đó. Cái chuyện mà tranh đấu về phiếu bầu, nếu như phiếu bầu nó khác biệt đó, thường là qua một cái tiến trình gọi là kiểm lại phiếu. Và chỉ có cái cách đó mới là cái cách chính thức mà phần lớn trong các cuộc bầu cử ở Mỹ mới được tòa án công nhận. Đó là những cái chuyện mà từ quận Cam ở đây của chúng ta đã gặp phải rất nhiều những cái vụ tranh chấp, hầu như cái mùa bầu cử nào cũng có tranh chấp nếu mà phiếu bầu nó xít sao quá. Nhưng mà trong trường hợp này thì lại khác. Ông lại đi tìm những cái bằng chứng sai trái. Và đó là lý do quan tòa ở New York ngày hôm nay tuyên bố, với tư cách là một luật sư mà ông đứng ra tham gia vào một cái vụ lừa đảo, tham gia vào cái vụ tìm cách lật ngược kết quả bầu cử. Ông là người đi tìm bằng chứng, nhưng mà chính mình tham gia vào những cái bằng chứng lừa đảo với tư cách là một luật sư nữa. Thì cuối cùng quan tòa khẳng định và ngày hôm nay họ cung cấp đầy đủ lên bar của các hội luật gia. Và hội luật gia họ có cả một cái ủy ban ngồi xuống để giám định, tương tự như là bác sĩ hoặc là dược sĩ vậy. Thì do họ giám định với luật sư, và họ cuối cùng họ đưa ra phán quyết nói rằng ông không còn đủ tư cách để làm luật sư nữa và tước bằng hành nghề. Đó, chưa kể là những cái vụ kiện ông phải, bây giờ mình là luật sư
mình là công tố viên, mình phải đi mướn cả một cái tổ hợp luật sư tốn kém cả bao nhiêu triệu Mỹ Kim để phải ra tòa rất nhiều các vụ kiện ở các tòa, thưa quý vị. Đó là kết quả. Ngày hôm nay thì ở tiểu bang California, họ chính thức cung cấp, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, có 7 luật mới được đưa ra trong ngày hôm nay. Chúng tôi lược thuật thật nhanh qua quý vị đã đề cập đến rồi. Những người chủ nhà, mà đặc biệt là những căn chung cư lớn á, còn những căn chung cư nhỏ, nếu mà cái fourplex có nghĩa là chỉ người chủ làm 2 phòng ngủ hoặc là 4 cái phòng có 2 phòng ngủ hoặc là 1 phòng ngủ đó, nhỏ thôi, fourplex á, thì có quyền lấy cái deposit 2 tháng hoặc là tùy. Nhưng mà với những cái căn nhà lớn, căn chung cư lớn đó, giới hạn chỉ được lấy 1 tháng mà thôi. Những ai mua súng, mua đạn thì phải tăng thuế. Đó là luật thứ hai. Đặc biệt là các vũ trường và kể cả các quán rượu phải kiểm soát thuốc hãm hiếp ban ngày. Và đây là cái loại day rape mà chúng ta thường thấy những cái tên đàn ông bệnh hoạn đó sử dụng bỏ vào cho các thiếu nữ uống. Sau khi uống vào là họ nằm lăn qua, thế là bị hãm hiếp. Thì bây giờ buộc phải kiểm soát cái chất đó. Những ai mà làm chủ những cái máy điện thoại hoặc là máy điện tử đó, thì công ty nào chế tạo phải cung cấp những cái phương tiện và phụ tùng để giúp sửa chữa cho nó dễ. Tuy nhiên có một luật mà chúng tôi hoàn toàn chống lại và phải chắc đưa ra cái phần bình luận. Đó là luật SB 274. Nhà trường không được cho học sinh nghỉ hoặc là đình chỉ việc học của học sinh nếu như học sinh đó có hành vi chống lại trường học và thầy cô giáo. Thầy cô giáo nói gì đó, cãi lại. Thầy cô nói rằng em tắt điện thoại đi, không chịu tắt. Vậy mà không bị đình chỉ, không bị kỷ luật học sinh. Đó là luật của California. Thì cái điều đó nó hơi quá đáng thưa quý vị, không được phép cho các học sinh này. Thậm chí đó, thầy cô giáo nói em mặc lôi thôi quá, tại sao xin thế này, anh mặc như thế không được, quần đùi hoặc là quần rách dưới, không được phép đụng vào, đó là cái quyền tự do cá nhân của các em. Tôi mặc thối người hôi, đại loại như thế đó, nghèo không được thì bây giờ sao giờ? Thì California rộng mở cho cái những cái trường hợp này, cho nên không, nói chung á, là các em chống lại những cái mệnh lệnh gì đó của thầy cô giáo cũng không được đuổi các em, không biết làm sao bây giờ. Chắc phải chỉ cho phép là yêu cầu mời phụ huynh lên làm phiền thế thôi, chỉ làm phiền phụ huynh thì được. Rồi luật liên quan đến nhà hàng không được phép đưa ra những cái giá cả mà bí mật. Rồi tính thêm tiền cho người thực khách. Phải ghi rõ cái tiền này tiền gì thì cho người thực khách biết. Rồi thêm một luật nữa, phải cho phép các nhân viên được huấn luyện liên quan đến bạo hành trong nơi làm việc, thưa quý vị. Đó là những cái luật định có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay, California. Tiếp tục trong phần tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây ở tại tiểu bang Minnesota, một ứng viên bà này muốn tranh cử vào cái chiếc ghế commissioner của quận Hennepin ở đây. Bà thuộc đảng Cộng hòa và vốn là đang dẫn đầu ở cái cuộc ứng cử này. Thế nhưng vừa mới bị bắt vào tuần trước vì cái chuyện đó là cãi cọ với người thuê nhà, đuổi người ta không đi thì lại đi mua một cái con nhện tarantula, con này chắc nó có độc. Nhện phi châu khổng lồ luyện vào người cái người thuê nhà cho nên cái bà thuê nhà bà gọi cảnh sát thì bây giờ bị bắt rồi đây thưa quý vị. Thì đây là người phụ nữ chủ nhà tên là Marissa Simonetti. Cái người thuê nhà nạn nhân trong chuyện này không có hình ảnh được thưa quý vị, chỉ biết là theo hồ sơ của quận đó, cách đây hơn 2 tuần trước, bà Simonetti này, bà đăng ở trên Airbnb, bà muốn cho thuê một căn phòng cho trong cái nhà 5 phòng ngủ của bà, nhà chỉ có 2 mẹ con ở thôi. Thì bà cho đăng thuê một căn, thì cái người phụ nữ vào mướn tên là Jackie Vasquez. Thế nhưng khi mà vào ở chưa đến 2 tuần, thì bây giờ đó theo cái
lời kể của cả hai bà là cả hai cãi cọ nhau sùm hết, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ. Mà bà Simonetti thì bà nói là cái bà thuê phòng đó, khi mà yêu cầu cái này cái nọ cái kia không được thì gửi những cái tin nhắn, thì đương nhiên bà còn những cái tin nhắn, bởi vì bà thuê nhà đã biết bà này là một chính trị gia, cho nên là hăm dọa, nếu bà không làm cái này, không đưa tôi cái này, không làm cái kia thì tôi sẽ tung hê những cái chuyện xấu gì đó của bà lên online để cho các cử tri ở cái quận này biết. Thì bà Simonetti bà nói là chuyên môn đe dọa bà bằng cách đó. Thì chuyện gì xảy ra tiếp theo chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi sau phần quảng cáo quý vị nhé.